Còn các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh con cào cào để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Ok, được cái kia này. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nhé các bạn. Hay là em gác kiếm đi em tán gái nhé. Em không, em sẽ bỏ không mượn. Em chẹt cái giày, đừng có khinh đi em. Tao chả khinh mày cái giày, tự mày bảo ta khinh. Anh Cường hay khinh thường thường em? Đâu có chật chẹp mà ta khinh thường. Anh Cường là thế. Nó hiểu cái giày. Hôm nay mới chật chẹp một cái mà nó lại bảo thì mồm. Mồm. Ơi. Có sắp lên lớp 1 rồi. Bao giờ mày mới lên? Có biết số 1 hay không? Năm sau mới được lên, năm nay không được lên. Năm nay rồi, đây. Không biết à? Không biết à? Không cần đi chúng mong về. Tịch kín là không có mong về nữa. Mong về cho mày hết lên lớp 1 luôn. Cho mày ở lại mẫu giáo. Đói đi đàn ơi, đói quá. Anh em nó tự dưng mày đói nhỉ? Mẹ giờ đã đói nào nhỉ? Anh nghỉ sớm nhỉ? Lại nghỉ sớm? Nghỉ sớm về ăn cơm, sao lại vào làm? Ôi trời ơi. Đói thế. Rúi chân teo rồi. Làm gì đói mày? Đã kiêng ăn bảy để mặt cho không lên mụn. Giờ ăn phát là mai lên mụn, không được đi ăn cỗ à? Ăn cỗ đầy con gái. Chả hiểu như vậy. Đi ăn cỗ, đám cỗ đầy con gái ở đây. Con gái gì? Thank you.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong, mình đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Các bạn thấy đẹp cho mình xin like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh đó là cún con đáng yêu để gửi tặng các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video này của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mày bị ngáo à? Sống rồi. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Câu cảm ơn đâu. Cái chó này. Cho quá rồi mà cảm ơn. Hả? Làm cái gì cũng phải cảm ơn. Bình thường hay nói câu cảm ơn lắm mà. Và em cũng rep anh, mẹ với anh kết bạn nữa. Với kết bạn không. Em không tin anh là con người như thế đâu. Nên yeah. Anh vẫn đéo anh phải chạy trời như thế, anh đang trêu thế, ai nghĩ anh chạy trâu thế đó. Ghét thì có nghĩa là nó không thích nói chuyện với mình, không thích mình, thế thôi. Gì mà phải hủy kết bạn với người ta đúng không? Đúng rồi. Được cái cho rồi mà đúng vậy. Em lớn rồi. Em lớn rồi. Cái tầm tuổi này, lúc đấy mình bằng tuổi này mình 20 vũ rồi. Mỗi tuổi cũng bao nhiêu rồi. Em lớn rồi. Mẹ cứ sẵn sụt nhiều, giết mẹ nơi đấy. Đang khó ở rồi đây này. Đang tới tháng rồi đây. Giết luôn. Đừng để tao yêu thương động vật.